Nè mọi người lên xe đi, lên xe đi. Nè xong chưa, lên xe đi. Sắp xuất phát rồi. Nhanh lên, nhanh lên, lên xe đi, lên xe đi. Sao rồi? Sao rồi? Ông ta không có ở đó. Có thể là ông ta xuống dọc đường rồi bắt chuyến xe khác đó. Siam ơi, ở bên kia, ba của Savan kìa. Siam, đuổi theo. Tốt nhất chúng ta hãy xuống đi bộ đi. Chắc chúng ta phải chia nhau ra tìm thôi. Anh đi, em đi chúng với anh đi. Đi. Chắc là họ đang trốn ở đây rồi. Khoan đã Anandi. Không biết là trong đó có mấy người. Có thể là họ có vũ khí cho nên là phải cẩn thận. Con ở đây đi. Đi thôi anh. Con phải trốn nhanh lên trước khi họ bắt được con. Anh đi nói xấu tôi với mọi người ở trong làng xong, sau đó chạy tới đây trốn hả? Chạy đi Savan, chạy đi. Đứng lại Savan, đứng lại. Chạy đi. Đứng lại đó Savan. Mau đứng lại! Sao anh đứng lại? Chạy đi cô! Chạy đi! Bắt cậu ta lại đi xem! Mà bắt lại! Savan, chúng tôi đã bắt được ba cậu rồi. Nghe nói là nó bị mất tích mấy ngày nay rồi. Ba mẹ của nó còn nói là cháu dâu của bà Kanjani đã dắt nó đi trốn rồi đó. Đó là gia đình cậu ta hả? Ông Heisen, mọi chuyện càng lúc càng rối. Người nhà Haron vừa mới bắt được Savan và ba của nó rồi. Bây giờ bọn họ đang chở họ về đó. Mày đâu có báo tin vui cho tao chứ? Bố mày đứng đó nhận quà của tao hả? Đi coi công chuyện nhanh đi. Dạ. Nếu Savan và thằng cha ngu ngốc của nó khai ra mọi chuyện thì bao nhiêu công sức mình bỏ ra coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Không bao giờ. Anh hãy mau nói đi. Anh hãy mau nói cho mọi người biết tại sao anh lại chơi xấu như vậy hả? Tôi không có làm gì hết. Có người sai tôi làm gì? Ai đã sai khiến cậu làm những điều đó? Nói đi, người đó là ai? Dạ, là ông Heisen. Con trai của ông ấy đã ra lệnh cho tôi làm những chuyện này. Anh hãy nói cho rõ ràng đi. Đầu đuôi ra sao hả? Con trai của ông Heisen muốn trả thù vì bị sỉ nhục. Anh ta đã lên kế hoạch rất hoàn hảo. Đầu tiên là tôi phải lấy được lòng tin của mọi người. Sau đó tôi phải chứng minh cho tất cả mọi người trong làng thấy là Anandi và tôi, hai chúng tôi có gì đó không rõ ràng. Nếu như bác không thấy phiền thì để lấy tới đây học việc, rồi lo chuyện sổ sách ở nhà kho được không bác? Bức tượng thần Kudevi ở trong nhà các người cũng là do tôi lấy. Tôi đã cố tình để bức tượng ở gần ao nước. Sau đó mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Anandi đã theo tôi tới đó để tìm bức tượng. Tôi giả bộ lặn xuống một hồi lâu để tìm bức tượng cho cổ. Sau đó tôi lấy bức tượng đưa cho cổ để làm anh hùng. Cậu hãy cầm số tiền này đi. Tuy rằng nó không bằng công sức cậu bỏ ra, nhưng cậu cứ coi nó là sự tôn trọng của một người lớn dành cho con cháu mình Savan. Nếu như bác muốn con có một thứ gì thì hãy cho con lời chúc phúc đi. Bởi vì điều đó là một thứ vô giá, không dễ có được đâu. Vào ngày Anandi bị bắt cóc, trước đó một đêm tôi có tới đây một lần. tôi đã lấy hết nữ trang và quần áo đắt tiền trong tủ đồ của Anandi, nên mọi người cứ nghĩ là Anandi đã đem theo chúng bỏ trốn khỏi gia đình. Sau đó tôi đã phát hiện là có mấy tấm hình của Anandi và Jadis, và tôi thấy có thể sửa được. Tôi nghĩ nếu thay đổi chúng một chút thì sẽ không ai nghi ngờ kế hoạch của tôi nữa. Tất cả kế hoạch đã sẵn sàng. Và ngày tiếp theo, chúng tôi có cơ hội bắt cóc Anandi bên ngoài lớp học của cô ấy. Savan, tôi không thể tưởng tượng được anh lại có thể đối xử với tôi như vậy. Mở miệng ra là anh cảm ơn tôi vì đã giúp anh tìm được một công việc ổn định mà. Cuối cùng những gì anh làm là để lấy được lòng tin của chúng tôi. Làm sao biết được nguyên nhân đằng sau chuyện đó là gì chứ? Nhưng bây giờ thì tôi đã biết tại sao sau khi những người đó bắt cóc tôi, họ lại quan tâm chăm sóc cho tôi chu đáo tới như vậy. Kể cả lúc bịt mắt tôi, họ cũng sử dụng loại vải mềm. Tôi không cảm giác được là mình đang gặp rắc rối. Tôi được ăn uống đúng giờ, còn được họ chăm sóc cho tôi nữa. Lúc ở đó họ không hề đụng tới tôi. Anh làm như vậy có phải là để chứng minh cho tất cả mọi người ở trong làng tin là chính tôi đã gom hết đồ rồi bỏ nhà để đi theo anh hay không chứ? Cả là tại tôi đã quá tin tưởng vào câu chuyện bi đát của một người hoàn toàn không quen biết. Tôi đã quá tin tưởng anh. Nhưng cũng may là gia đình thương tôi, họ luôn giúp đỡ cho tôi để có thể tìm ra được sự thật. Họ không ghét tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ ra sao đây chứ? Chắc chắn mọi người ở trong làng sẽ miệt thị tôi, nói xiên nói xỏ tôi và mọi người ở trong nhà. Anh biết không Savan, lý do chủ yếu khiến mọi người do dự khi giúp người khác là cái gì? Là vì trên đời có những người như anh đó. Làm tất cả mọi thứ để người ta tin tưởng mình, sau đó thì hủy hoại nó. Sao cậu dám làm như vậy? Bộ không thấy xấu hổ khi vu oan cho con dâu của làng này hay sao hả? Không chỉ có mình nó làm bậy, cả ba của nó cũng là đồng phạm luôn đó. Một gia đình xấu xa như bọn họ đáng bị đuổi ra khỏi làng này. Không dễ như vậy đâu. Trước khi mà chúng ta đuổi cổ bọn họ ra khỏi cái làng này, phải cho bọn họ một bài học mới được đó. Chỉ có như vậy họ mới chịu tỉnh ra mà thôi. Sao hả? Mấy người tưởng làm vậy là thông minh lắm hay sao chứ? Cái thằng này mày dám bôi trôi trát trấu vào cái gia đình này, mày còn dám đổ quan cho một cô gái như là Anandi nữa hay sao? Đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi, đánh mấy người, đánh con trai tôi, lão sư làm ơn đừng đánh con trai tôi mà, vì sao đừng có đánh nó nữa, đánh nó đi, đánh nó mà, đừng mà, có tôi gian sinh mấy người, hả? Mấy người đừng mà, đừng đánh con trai tôi, Anandi, chết, tôi biết là tôi có lỗi với cô làm ơn tha cho nó đi, con trai tôi cũng có lỗi, nhưng mà cô là người rộng lượng mà. Mày dám làm cái gì vậy? Mày nói về họ đi, xin họ tha cho nó, bỏ qua cho nó đi. Tôi lại cô anh nữa. Tôi xin cô, hãy cứu con trai tôi đi. Tôi chấp tay cậu xin cô. Vậy mày cũng làm được. Chết đi. Anh rồi hả? Xin hãy tha cho con của tôi, bất đắc dĩ thôi. Hãy thương tôi. Tại gia đình của tôi khó khăn, tự nhiên có cả đống tiền trước mặt nên tôi mới suy nghĩ lệch lạc như vậy. Anh Haron à, làm ơn tha thứ cho tôi. Anh hãy tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Xin anh hãy làm ơn đi mà, hãy tha cho con trai tôi lần này đi. Tôi chết nè, mày chưa chết đi. Thôi đừng đánh nữa, mọi người dừng lại đi. Tôi biết là mọi người đang giận cỡ nào, và tôi cũng biết nếu có ai phản bội Anandi và gia đình của chúng tôi, mọi người sẽ coi họ là kẻ thù. Nhưng mà mọi người không có quyền xét xử họ, cứ để cho cảnh sát xử họ đi. Chào ngài cảnh sát, hôm nay chúng tôi tới đây là đi kiện con trai của ông Heisen. Con trai của ông Heisen đã lên kế hoạch để mà bắt cóc Anandi, con gái của tôi. Họ là những người tiếp tay cho hắn, cho nên là tôi yêu cầu ngài cảnh sát bắt cha con của họ lại để tiếp tục điều tra. Không có gì phải yêu cầu hết. Cảnh sát nhất định sẽ bắt Savan và ba mẹ nó thôi. Và họ cũng sẽ giết đơn khiếu nại con trai Heisen. Anh cảnh sát à, chúng tôi biết rất rõ Heisen không phải là một người bình thường. Chúng tôi cũng biết ông ta có thể làm mọi cách để cứu cho bằng được con trai của mình, nhưng mà chuyện lần này thì chúng tôi không thể nào bỏ qua được đâu. Đồ khốn kiếp! Tại sao mày không chết ngập ở dưới giếng đi cái thằng này trước khi phỉ bán danh dự của tao hả? Mày nói đi, tại sao mày không chết đi? Mày bôi trò trét trấu lên mặt của tao, thằng khốn kiếp. Nhưng mà ba, con miệng. Danh tiếng và uy tín của tao đâu phải từ trên trời rơi xuống. Khó khăn lắm tao mới gậy dựng lên được. Mà mày đã hủy hoại hết công sức của tao mấy chục năm qua, thằng vô dũng. Những người này đã bầu tao lên làm bộ trưởng, và cái trách nhiệm của tao đối với họ là cái gì hả? Chính là tao phải bảo vệ lợi ích cho họ. Cả cái xã hội này đều biết lúc nào Heisen cũng rất tự tin là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ mày giãnh tay lên nghe tao nói đi, thằng khốn kiếp. Để xã hội này tiến bộ thì nhất định tao phải tiêu diệt tận gốc những thằng giống như mày. Tao không thể để cho con sâu như mày làm rau nồi canh được. Một khi tao đã tống con mình vào tù thì tao không hối hận đâu. Nhưng mà ba... Câm miệng đi, mày không được nói gì hết. Với tao không có gì quan trọng hơn công bằng. Khốn nạn, mày dám bôi nhọ danh dự của phụ nữ. Điên khùng, thằng khốn kiếp. Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa, thằng vô dụng. Anh cảnh sát, tống cổ nó vào tù đi. Đã bắt nó rồi thì đừng để cho nó có cơ hội thoát ra ngoài. Cho dù thần linh có xuất hiện ở đây, anh cũng không được thả nó ra khỏi phòng giam. Tôi không muốn nhìn thấy cái thằng cầm thú này nữa. Anh Haron à, thật ra nãy giờ tôi cũng đã định nói với anh rồi. Ông Heisen ông ấy đã tự dẫn con trai của mình tới đây tự thú và kêu cảnh sát nhốt cậu ấy lại. Đưa bọn họ vào phòng giam đi. Không cần phải hỏi gì nữa. Đi. Mình đi thôi ba. Việc của chúng ta bây giờ coi như xong rồi. Con không cần phải lo gì. Không bao lâu nữa ba sẽ đắc cử vào bộ máy nhà nước. Con coi như hôm nay là mở màn đi, có được không? Rồi ba sẽ mở đường cho con. Nhưng mà ba, tại sao ba lại kêu bọn họ bắt con chứ? Con trai của ba, con là con trai của ba mà chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Ba đã có dặn trước với Savan, nếu như nó bị người ta bắt, đừng khai tên của ba mà hãy khai tên của con với họ. Con trai ngoan, ba phải ở bên ngoài mới có thể tìm đường để cứu con trai của ba ra chứ. Đừng lo gì hết, con sẽ sớm được về nhà thôi. Nhưng mà ba, con... Để gia nhập vào giới chính trị, đôi khi con phải hy sinh vô tù một thời gian mới được. Con đừng có lo lắng gì hết, đã có ba ở đây rồi, ba sẽ tìm cách đưa con ra ngoài, con biết không cái thằng này. Anh cảnh sát, anh đưa nó đi đi, tống cổ nó vào tù. Anh cứ đối xử với nó giống như những tù nhân khác, không cần phải nể mặt gì tôi đâu. Đã bị bắt vào tù rồi thì con ai cũng như vậy thôi anh cảnh sát, hiểu không? Giải nó đi đi. Các anh hãy giam cõi vô luôn đi. Con gái, cuối cùng hôm nay con cũng được trong sạch rồi. Con nói niềm tin ở trong con sẽ giúp con lấy lại được danh dự cho mình, và con đã chứng minh được điều đó. Thần linh phù hộ cho một đứa con gái như con. Nếu không có được sự ủng hộ của tất cả mọi người thì con cũng không làm được gì hết. Sự tin tưởng của mọi người chính là động lực của con. Bất cứ ai được sinh ra trong một gia đình giống như vậy cũng sẽ chiến thắng tất cả thôi. Cô hãy tha lỗi cho chúng tôi đã suy nghĩ quá xa về cô. Cô gái này đã cho chúng ta tất cả mọi thứ, từ kiến thức tới lòng tin vào thần linh mà chúng ta phải học hỏi. Chúng tôi đã mắc phải sai lầm vô cùng lớn. Chúng tôi xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi nha. Mọi người không cần phải xin con tha thứ nữa đâu mà. Mọi người chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy thôi mà. Với lại hoàn cảnh lúc đó là tình ngay lý gian. Nếu đổi lại là con thì con cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi. Cho nên mọi người không có lỗi gì hết. Vì mọi người coi con là con cháu, là người thân của mình, nên mọi người mới giận như vậy, đúng không? Thần linh sẽ ban phước cho cô được sống vui vẻ. Về thôi. Đi con. Đi thôi. Con bé có đủ tố chất để trở thành một người lãnh đạo đó. Nó biết cách chiếm được trái tim của người khác, Nhưng mình không thể để dành cả đời để chơi trò bắn bong bóng. Và mình cũng không thể chấp nhận thua nó được. Con gái, chờ ngoài này đi con. Sao phải làm vậy? Chỉ trong 1 triệu người mới có mình con thôi. Ở nơi phụ nữ chỉ biết khóc và chịu đựng, con lại dũng cảm vượt qua bao nhiêu là khó khăn. Sự can đảm và tính tình của con đáng để người khác học hỏi. Sao con lại nhìn mẹ dữ vậy? Mẹ chỉ nói thật thôi mà. Sau những chuyện đã xảy ra, con đã cho mẹ thấy phụ nữ cũng phải đứng lên, cũng phải chứng minh bản thân mình trước mặt mọi người. Xã hội này đánh giá phụ nữ dựa vào tính tình của họ. Đó là lý do tại sao thần Sita phải nhảy qua lửa, sau đó được tôn là mẹ Sita. Còn con thì đấu tranh, và lúc nào con cũng hiểu biết hơn mọi người hết. Mẹ thấy giống như là mẹ Sita đã hồi sinh ở trong con, nên phải đốt đèn để mừng thành công của người chứ. Anandi, hôm nay giống như lễ Diwali trong nhà mình vậy. Trước giờ nhà mình chỉ chúc mừng cho đàn ông thôi, nhưng hôm nay thì khác. Phụ nữ đã thành công, cho nên đương nhiên phải thắp đèn lên rồi. Mọi người tính đứng ở đây nói chuyện không chịu vô nhà luôn hay sao vậy? Vô nhà thôi. Nè Gina. Dạ. Chắc hôm nay phải làm cái gì ngọt ngọt, nhiều gấp đôi và ngọt gấp đôi nữa. Dạ. Gina, hôm nay cô để tôi làm cho. Sao phải vậy ba? Cứ để con. Tại sao không? Không lẽ hôm nay chỉ có một mình Sumitra tự hào vì con gái thôi hả? Còn ba thì không được cho cơ hội để mà dỗ ngọt con gái của ba hay sao? Người làm cha thường ít nói, nhưng mà khi thấy con gái của mình thành công thì người cha còn vui hơn người mẹ rất nhiều kìa. Huống chi con gái của bà còn giỏi hơn rất nhiều người con trai ở trên đời này. Ba càng thấy vui hơn. Ba sẽ làm hao qua hạnh nhân để thưởng cho con gái của ba. Tuy rằng bác đây không được ăn học nhiều để nói ra những câu hay như vậy, nhưng bác hoàn toàn đồng ý với Haron. Anh sẽ cùng làm hao qua chung với em đó. Ba ơi, bác ơi, làm sao mà hai người làm được? Đi, cứ để đó. Hôm nay cứ để cho họ làm hawa, coi như để họ biết xuống bếp nấu nướng không dễ như chỉ ngồi đó ăn đâu. Vậy hả? Em đừng tưởng là anh với anh hai chỉ biết ăn thôi đó nha. Chờ đó đi, anh với anh hai sẽ làm ra món hawa ngon nhất từ trước tới nay cho em. À đúng rồi thôi anh hai. Nhìn đi Haron à, hawa phải có màu này. Em hãy nhìn cho kỹ đi. Đẹp lắm anh à, không quá sậm. Được rồi, anh giờ cho thêm dầu vô đi, nếu không sẽ bị khô đó. Nhưng mà chúng ta biết bỏ bao nhiêu cho vừa đi. Nếu như mà chúng ta bỏ nhiều quá thì đường sẽ bị tách ra liền đó. Hả? Mà muốn hawa ngon chắc là phải thêm khoảng 3 giá vô mới đủ rồi. 3 giá hả? Không anh à, bỏ vô 3 giá là quá nhiều đó. Em nghĩ là 1 giá thôi là đủ rồi. Đúng không Sumitra? Một giá là đủ rồi. Anh không có hỏi em, anh chỉ nói cho em biết thôi. Hay là vậy đi anh, mình lấy số trung bình cho hai giá vô thử coi sao. Ừ, cũng được hả? Đủ hai giá, được rồi. Nhưng mà anh không hiểu tại sao nó lại nhão như vậy chứ. Nên bỏ bao nhiêu đường vô đi? Anh nghĩ 4-5 muỗng chắc là được hả Harold? Không, anh cho 4-5 muỗng vô thì Hawa sẽ rất là ngọt. Bỏ một muỗng thôi là đủ rồi anh à. Được rồi, bây giờ thì phải bỏ bao nhiêu nước vô đây? Lúc bỏ nước vô mình phải cẩn thận mới được. Chắc 1 ly. Mà không được, bỏ 1 ly chắc là sẽ dính lắm đó. Em nghĩ là mình cứ cho 2 ly vô đi. Được rồi, vậy đi, để anh bỏ vô cho. Khi nào em thấy đủ thì nói cho anh biết nha. Dạ được. Đủ rồi. Vậy thôi. Bây giờ anh bỏ trái cây khô lên đi. Xong rồi đó. Mọi người đã thấy chưa? Bây giờ thì hai anh em tôi cũng làm được món Hawa đó. Cũng đâu có thua gì phụ nữ đâu chứ. Đã sẵn sàng phục vụ rồi. Đi thôi, nhanh lên. Mời các cô thưởng thức món Hawa vừa nóng vừa ngon đây. Cái này cho em. Cái này là của Gina. Còn đây, có nhiều trái cây khô cho Anandi. Ngửi mùi thì có vẻ ngon đó. Nhiều khi ngửi mùi thấy ngon, nhưng ăn vào không ngon thì sao đi? Mẹ, ba với bác đã làm nó bằng tấm lòng của mình mà. Chắc chắn là phải ngon rồi. Anh nên đi. Sao vậy con? Hawa khó ăn lắm hả? Sao thấy mắt của con rướm rướm vậy? Không phải đâu ba, Hawa rất là ngon. Tại vì ba đút con ăn nên con cảm động thôi mà. Tuy là ba mẹ con rất là yêu thương con, nhưng ba mẹ đã giúp cho con trưởng thành. Tình thương mà ba mẹ dành cho con đã tiếp thêm sức mạnh cho con. Ngon quá. Món này nấu theo kiểu này đúng là thơm ngon. Em hơi bị giật mình đó nha. Không ngờ lại có thể ngon tới như vậy. Gina, chúng ta thua rồi Gina. Từ giờ chúng ta phải làm việc nhà thôi, đừng có xuống bếp nấu nướng nữa. Đó, em nhà đó anh thấy gì chưa? Cậu ơi. Hả? Dạ con Heisen tới tìm cậu. Sao ổng lại tới đây chứ? Không biết hôm nay ông đến đây có việc gì vậy? Tôi còn muốn gì khác nữa đây Vasan. Những việc mà con trai của tôi đã gây ra, tôi tới để mong nhận được sự tha thứ từ mọi người. Cô là người tốt mà. Cô có thể tha thứ cho nó được không? Thằng con trai vô dụng của tôi không giúp được gì mà chỉ biết đi chọc phá người khác thôi. Nói thật lòng, tôi cảm thấy bản thân của mình rất hổ thẹn và thương xót cho cô. Haron Singh, chúng ta hãy tôn trọng nhau như những người lớn đi. Anh cũng biết đối với chúng ta duy trì danh dự cho gia đình là quan trọng nhất. Có thể con trai của tôi nó vẫn chưa hiểu được chuyện này. Thằng đó nó không làm được gì ngoài báo hại tôi. Tôi muốn thay mặt nó xin lỗi mọi người.